sáng nay chắc về 4 giờ luôn chị. Mới tính vòng vòng chắc về 4 giờ quá chị. Thôi ơi, ráng làm đi. Má cái ba cái bệnh quỷ này dễ biết lắm. Đang hút thuốc còn lành luôn, tự nhiên hút vô đứa không nghe, không nghe. Không có hơi. Không gì hết luôn. Cái miệng mình bị lạc. Lấy lúa. Xíu xíu gì lỡ khi còn nổi ốc gà nữa kìa. Nổi ốc gà á, người rùng mình lên á. Mấy thằng đó nó bắp cái súng á. Ước vậy vậy. Bắp súng vô lỗ à. Nó bấm không ra bấm. Bấm súng nào. Xíu qua bên mấy ba họ anh Phước nó chỉ cho. Hỏi sao phải hú qua nay nghe hoài luôn. Bây giờ cái mà sao chính chú mày hay dòng đào ra cái mòn dài dòng nữa quá. Đừng nói điên bò. Nói mấy bò quýnh con 69 là tuần này thôi, biết không? Đúng mẹ giờ bây giờ quýnh tuần này nữa, cái tuần sau trời bỏ người ta. Bỏ ra thì bỏ. Cái bệnh quỷ này dễ biết lắm. Đang hút thuốc còn lành luôn, tự nhiên hút vô đứa không nghe, không nghe. Không có hơi. Không gì hết luôn. Cái miệng mình bị lạc. Lấy lúa. Xíu xíu gì lỡ khi còn nổi ốc gà nữa kìa. Nổi ốc gà á, người rùng mình lên á. Hút thuốc không nghe cảm giác nữa là mình. Mấy thằng đó nó bắp cái súng á. Phước vậy vậy. Bắp súng vô lỗ à. Nó bấm không ra bấm. Bấm súng nào. Xíu qua bên mấy ba họ anh Phước nó chỉ cho. Hỏi sao phải hú
qua nay á, nghe hoài luôn. Chứ mà chấp chính quay hạ dòng ra tới dòng nữa để nữa. Đừng nói điên bò. Nói mấy bò quýnh con 69 là tuần này thôi, biết không? Đúng mẹ giờ cũng có giờ quýnh tuần này nữa, cái tuần sau sợ bỏ người ta. Bỏ ra thì bỏ. Ba cái bịch quỷ này là dễ biết lắm. Đang hút thuốc ngon lành luôn, tự nhiên hút vô đứa không nghe, không nghe, không có hơi. Ờ không gì hết luôn. Cái miệng mình bị lạc. Lấy luôn á. Xíu xíu gì lỡ khi còn nổi ốc gà nữa kìa. Dạ. Nổi ốc gà á, người rùng mình lên á. Hút thuốc không nghe cảm giác nữa là bịch. Mấy thằng đó nó bấm cái súng á. Phước vậy trời. Bấm súng vô lỗ à. Nó bấm không ra bấm. Bấm súng nào. Chịu qua bên mấy ba họ anh Phước mới chỉ cho. Hỏi sao phải hú u u thế. Qua nay á, nghe hoài luôn. Thế giờ nó mà cho mình đi về hai dòng chẳng ra tới mòn dạng dầm nữa bà. Mai để cho tụi mấy nữa. Đừng nói điên bò. Nói mấy bò quýnh con 69 là tuần này thôi, biết không? Đúng mẹ giờ cũng có giờ quýnh tuần này nữa, cái tuần sau sợ bỏ người ta. Bỏ ra thì bỏ.
cái ba cái bệnh quỷ này dễ biết lắm. Đang hút thuốc ngon lành tự nhiên hút vô đứa không nghe, không nghe, không nghe hơi. Ờ, không gì hết luôn. Cái miệng mình bị lạc. Lấy lúa. Xíu xíu gì lỡ khi còn nổi ốc gà nữa kìa. Nổi ốc gà người rùng mình lên á. Hút thuốc không nghe cảm giác nữa là mình. Cái gì mà đủ uống rồi. Mấy thằng đó nó bắp cái súng đó. Phước vậy trời. Bắp súng vô lỗ à. Nó bấm không ra bấm. Bấm súng nào. Chị qua bên mấy ba hỏi anh Phước mới chỉ cho. Hỏi sao phải hú hú qua nay á nghe hoài luôn. Đừng nói điên bò. Nói mấy bò quýnh con 69 là tuần này thôi, nếu mà đúng mẹ giờ cũng giờ quýnh tuần này nữa, cái tuần sau chợ bỏ người ta. Bỏ ra thì bỏ. Mình ăn là 10 gói.